I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Rất là run và hồi hộp. Mình đã chuẩn bị cách đây từ tháng trước, thì không biết là cái buổi lễ này diễn ra có thành công hay không. Thì hy vọng rằng là mình sẽ có thể hoàn thành tốt được cái vai trò của mình. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Chào Ly, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày mà anh đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hồi nào anh còn là một cậu học sinh lớp 10. Khi trên đường đi học có rất là nhiều cô gái, nhưng không hiểu sao anh lại có ấn tượng nhất với cô gái có mái tóc dài, người gầy gầy, đi con xe đạp điện màu sữa. Thật may mắn là năm lớp 12 anh đã thành công tán được cô gái ấy, và cô gái ấy chính là em. 8 năm, một khoảng thời gian khá dài, có rất là nhiều cảm xúc trong sự tình yêu của chúng ta. Vui có, buồn có. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tốt nghiệp. Tốt nghiệp từ cấp 3 lên đến đại học, rồi lên đến thạc sĩ. Chúng ta đã cùng nhau kinh doanh, từ bán hàng online, quần áo, bán gà khô, hay cùng nhau phát triển Lion ngày một tốt hơn. Chúng ta đã cùng nhau đi du lịch từ năm nhất đại học, đi trải nghiệm các nền văn hóa khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam này. Thực sự cả thanh xuân chúng ta đã dành cho nhau. Chúng ta trưởng thành hơn từ mặt cảm xúc đến suy nghĩ. Anh rất là trân trọng những khoảnh khắc, những giây phút anh được ở bên em, và em thực sự đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu. Dù tương lai còn nhiều điều khó khăn, còn nhiều thử thách ở phía trước, nhưng bằng tất cả sự chân thành đến từ trái tim của anh, anh mong rằng em sẽ đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời này, và chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp một chương mới cho câu chuyện tình yêu của chúng ta. Bây giờ em hãy quay lại và cùng đón nhận món quà đặc biệt từ anh nhé. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Your eyes, your hope in mine.
rất là cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được yêu em. Và anh hy vọng rằng anh có thể che chở được cho em cả cuộc đời, chứ không chỉ là 8 năm yêu nhau.